Vâng, xin chào tất cả các bác anh các chị. Cũng phải nói thật là tôi chỉ là một nghệ sĩ và không phải là người có, tôi chỉ là người có duyên với sách vở thôi. Nhưng tôi có một cái kỷ niệm với anh Đoàn Thủ Yến từ rất lâu rồi, khi bắt đầu có Trung tâm Văn hóa Đông Tây. Và khi đó chính anh Huyến là người cho tôi một cái bộ sách gọi là Kho tàng cống hiến dân ca Việt Nam. Và sau đó cũng chính nhờ cái việc mà chơi với anh Huyến thì nói được tôi cũng là cái người ham đọc sách. Nhưng mà thực sự khi đọc sách, đây có rất nhiều các anh, các bác, các chị là dịch giả, nhưng lúc đọc thì tôi chả để ý đến dịch giả nữa. Nhưng khi tôi chơi với anh Huyến và đến lúc tôi mới hiểu à, cái dịch giả nó quan trọng như thế nào. Và đấy là cái mà tại sao là tôi đã có rất nhiều bản dịch của rất nhiều tác giả. Chẳng hạn, thí dụ như là cái có cái cuốn mà rất nhiều người từ xưa, từ thời trước giải phóng cũng đã dịch. Và sau đó đây có anh Phạm Toàn cũng đã dịch cái cuốn đó, thì tôi có đầy đủ bản dịch đó. Thì tôi mới hiểu à, cái công sức và cái dịch nó khó khăn và nó vất vả như thế nào. Thì đấy cũng là một cái điều mà tôi rất thú vị. Một thêm nữa, một kỷ niệm nữa là anh Huyến là cái người anh nói bảo này không bao giờ xem phim Việt Nam. Tao không xem phim Việt Nam. Thế mà rồi có những cái phim mà ông vẫn gây sự nguyên ơi, ông bảo là cái chỗ này mày làm chưa được. À hóa ra là ông đem lúc ông xem được không biết. Chứng tỏ là gì, là ông anh vẫn cứ theo dõi thằng em. Thì đấy cũng là một cái điều mà là thực sự là rất thú vị khi mà anh em chơi với nhau. Và một trong những cái mà khi mà tôi ngồi và anh em thường xuyên đàm đạo và trò chuyện với nhau, thì đấy cũng là một trong những cái là tôi học được của anh em rất nhiều. Ngoài cái việc về mặt văn chương, nhưng chính trong cái gọi là cẩn trọng về dịch, ở đây có anh Phạm Toàn, tôi cũng là cái người mà tôi thường xuyên tôi hay líu láo đi gây sự. Thí dụ như cái bản dịch mà tôi vừa nói, những cái bản dịch Hoàng Tử Bé, thì anh Phạm Toàn tôi cũng đã gọi là gây sự với anh Toàn. Thì anh Toàn có một góc nhìn của anh Toàn về khi anh dịch Hoàng Tử Bé, và tôi cũng tranh luận. Thì đấy là một cái chuyện, là một cái chuyện riêng. Nhưng thông qua tất cả những cái điều đó của những dịch giả, thực sự đấy là một cái mà thực sự đấy là một cái là tôi học được rất nhiều thông qua các anh về tính cẩn trọng trong nghề. Và đấy cũng chính là một cái là tôi thú vị. Ở đây hôm nay là có một cái mà tôi cực kỳ thích thú, là cái cuốn Nghệ Nhân Mắc Vít.